Chị chào em ha, em có thể giới thiệu đôi nét sơ lược về bản thân giúp chị được không nhỉ? Chính thì hiện tại em học ngành marketing và hiện tại thì em đang học ở bên hệ thống Anh ngữ quốc tế ECOP ạ. Ồ, em là em học lớp gì của ECOP bên mình đấy ta? Dạ, em đang ở lớp IELTS của ECOP ạ. Em đang học IELTS hả? Ừ, thì em là lớp của mình là ai, giảng viên của mình là ai nhỉ? Dạ vâng, em là chị Minh Phương ạ. Hồi chị Minh Phương, em có cảm nhận như thế nào về giáo viên của mình không? Nói chung là thấy chị Minh Phương thứ nhất là nhiệt tình, và thứ hai là chị rất là tận tâm với bọn em. Ok, em là em học ở y có được bao lâu rồi Dung nhỉ? Thực ra thì em học ở y có là em bắt đầu học ở y có là học từ đầu năm lớp 12. Đợt đấy là em học online, thế nhưng mà đợt đấy là bận thi đại học, thế nên là em nghỉ. Đến khi mà em đỗ đại học, vào đây học thì em bắt đầu quay trở lại y có, em quay trở lại y có học. Em đã cảm thấy là trong những cái quá trình mình học đó, mình đã có những cái cải thiện tiếng Anh của mình như thế nào chưa? Trước đây thì nói chung là về tiếng Anh thì em cũng rất là kém, nhưng mà từ khi bắt đầu vào ECOP thì em học và em bắt đầu nâng cao được kỹ năng nói, là thêm được từ vựng và em có phản xạ trong tiếng Anh. Ok. Em nghĩ sao về việc là tại sao em lại chọn đơn vị ECOP là nơi để mà mình học? Em tin tưởng vào chất lượng đào tạo và chất lượng giáo dục của ECOP, và em thấy thích cái sự tận tình của các anh chị khi mà hỗ trợ cho em, và em thích cái sự nhiệt tình, với lại em thấy ECOP rất là uy tín ạ. Ok. Em nghĩ sao về việc là tại sao năm nhất là mình phải để đi học tiếng Anh rồi mà mình không để năm 2, năm 3 mình học? Theo bản thân em nghĩ thì là năm 3, năm 4 là em bắt đầu đi thực tập, với lại cái lúc đấy là cũng là khoảng thời gian rất là quan trọng với em để em chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, thế nên là em muốn học luôn từ năm 1, năm 2 luôn, để kiểu là em sẽ hoàn thành sớm những cái cần và đủ để cho mình tốt nghiệp ấy, để năm 3, năm 4 em tập trung vào đồ án tốt nghiệp để cho cái bằng tốt nghiệp của mình nó sẽ ok hơn. Ok, chị cảm ơn Dung rất là nhiều ha.